Mình đang đào cái hố để trồng cà các bạn ạ. Mình thấy ở đây một con chim chim con nha. Đây các bạn. Đấy. Mình thấy nó kêu mà mình nhìn phát là thấy nó liền. Con chim chào mào nhé, xem mình bắt nó có được không ta. Bay đi đâu rồi ạ? Nghe nó kêu mà không thấy các bạn. Nó đây rồi các bạn nhé. Không bắt được. Đây các bạn ơi, mình đuổi mái mới bắt được nó nha. Con mẹ nó ở xung quanh mấy cây cà này các bạn ạ. Mình bắt để chơi thôi. Tí nữa mình thả nó đi. Mình không có nuôi mấy con này làm gì. Đuổi mái mà mới bắt được. Đây nha. Bây giờ mình sẽ thả nó đi nha. Con mẹ ở xung quanh đây các bạn ạ. Nó đi rồi. Đây các bạn, đó. Nó bay cũng khá khỏe các bạn. Bây giờ mình tiếp tục đào cái hố cà thôi.